Wow, to thật đấy. Thôi thổi thử nhá. Wow, rét cả mình luôn. Ui, chị chưa bao giờ có cái còi nào nó to như thế này đâu. Có cả cái này nữa này. Em thử thổi nè, chị cầm thử. Thổi thử nhá. Wow, rét cả mình luôn. Ui, chị chưa bao giờ có cái còi nào nó to như thế này đâu. Có cả cái này nữa này. Em thử thổi nè, chị cầm thử. Tiếng rét cả tai luôn. Wow, cái còi này công nhận hay thật đấy. Bây giờ em sẽ đoán chị màu nào nhá. Màu đỏ. Nhớ nhá, nếu mà chị trả lời đúng hết là phải cho chị được không? Chị phải học tiếng Anh. Lá cây có ba đây. Đây đấy chưa, chị đã bảo rồi mà. Bây giờ chị phải chăm chỉ học hành để học được giỏi hơn Su cơ. Chị đã gặp cái còi đấy không? Su cho chị một cái nhá, chị cũng có một cái còi nhá, cho Su luôn. Cố lên, đợi yên anh nhá. Chị coi mà chị khủng không? Kêu to cực, hội thử xem. Thấy chưa? Bây giờ hai chị em mình cùng nhau thổi coi nhá, đi chơi nhá. Kinh cho chị, sao em được đi học cơ mà. Ôi, học rồi mà học tiếp giờ chơi đã. Có cái coi này không chơi á, hơi bị phí luôn. Mình muốn subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.